chào bạn, hôm nay shop xe đạp Hân My xin giới thiệu mẫu bơm Gizo Air Supply. Giá cây này đang được bán với giá 260.000 cây. Thân cây được làm bằng nhựa cứng, đầu van hai đầu. Cây này xài bao bền luôn nhé bạn nha. Mình đang xài cây gần 3 năm rồi chưa hư. Cây của mình đang xài mà một ngày mình xài cho 15-20 khách là vô tư luôn nhé bạn nha. Mình đang xài cây y chang vậy đó. Nay mình giới thiệu cho bạn để mình bán cho các bạn nha. Các bạn cứ mua về các bạn xài, xài hoài không hư đó. Cây này mình có bảo hành cho các bạn nha. Mình bảo hành cho các bạn 6 tháng đó. Không đập, không mua kia thì không hư. Nói chung hư là do lỗi kỹ thuật thì được bảo hành. Còn hư mà do mình tự cố ý, mình tự quậy phá thì dĩ nhiên sẽ không được bảo hành nha các bạn nha. Cây này bơm Gizo Air Supply. Giá cây này mình đang bán cho các bạn là 260.000 cây. Cây này là nó bơm được hai đầu van, vừa van xe máy và van xe đạp, nhưng mà chúng ta phải đảo đầu nhớ bạn nha, đảo đầu trước khi bơm. Thì đảo đầu thì video mình có hướng dẫn cho các bạn ở mấy video khác rồi, nay mình chỉ giới thiệu sản phẩm mình đang có hàng thôi. Mặt đồng hồ hiển thị số rõ nét, một trăm sáu mươi PSI, phạt là 11 nhớ bạn nha. Đó, các bạn thí dụ mà mắt chúng ta kém, chúng ta bơm mà mắt kém nhiều khi cúi lên cúi xuống nhìn khó khăn thì chúng ta có thể chỉnh cái này nè. Đó, chúng ta chỉnh tới chỉnh lui để chúng ta biết cái vạch là chúng ta bơm tới đâu là chúng ta dừng lại. Cái vạch đỏ này rất hay. Đây là bơm Gizo Air Supply. Giá cây này đang được bán với giá 260.000 một cây. 260.000 cây. Cây này dùng bao bền nhé bạn nha.